chào mọi người nha. Hôm nay mình không có đi câu cá nữa. Hôm nay mình đi thả lưới ha. Câu cá bữa giờ ngán rồi, đi thả lưới coi thử có con nào không. Cái này ở sông Đồng Nai nha mọi người. Chỗ này là Bủ Long nha. Sông Đồng Nai. Nước đang xuống nè. Đây có hai ông anh mình đang thả lưới ở kia nè. Mình đi theo mình quay thử có cá không. Rồi được một con đầu tiên nha. Nó gạt lắm. Đây. Cái trophy nha. Hai con nha. Hai con hả? Một, mới một con à? Tao biết có hai con. Ít nhất là hai con. Rồi lên. Lấy giờ, lấy giờ. Có cá trôi bự á. Cá trôi bự hả? Vậy mà con nó không ăn mới tức chứ. Mà ăn còn dính mày dính mà lại cái chép con à. Chuẩn bị cho bây giờ. Đi nhầm đây cơ. Đây. Đâu chỗ nào tắm. Khúc nào đâu. Đã biết nè. Rồi giải lưới thôi. Rồi giờ dính tắt. Được con trophy nữa nha. Ủa nó không giật à. Đi tìm cái chép mà tìm ra mà. Đấy một con nữa. Thế mình không ăn ra. Câu nó không ăn chứ. Ừ. Vì vậy mới nói sao con nó không ăn nè. Đi con gì bự nè. Từ từ. Con khổng lồ. Ui, chép. Ui. Đè lại luôn. Con là mấy ký? Ai biết. Ui, con này to nè. Đè lại. Đây. Quay trước lại quan còn quá lần. Được, con khủng nha mọi người. Được á. Nữa. À, chọn con này. Con này con gì? Mày Vinh to nè. Mày Vinh nha mọi người. Con nữa. Kìa nó ốc à. Nó mới xịt. Quả. Đi, con này con gì ta? Quả. Cái quả là cái gì? Ô con này đẹp quá. Vợt hết rồi. Đó. Ý là hết vợt rồi. Con rồi đó. Đó ra nó đạp đầu nó mà. Ờ đạp con quả rồi. Đây còn con nè. Đây, con Phi. Đây nữa nè, hai con nữa nè. Ui nhiều quá. Sông Đồng Nai nha mọi người, sông Đồng Nai nó sạch sẽ nó mới nhiều nha, sông Sài Gòn là thua rồi. Mình đè con này mà mỏi tay luôn nè. Con này con bự nữa hả? Trứng hay gì nó cũng hay nguyên sự, không phải là con đâu. Con nó ăn hay nhỉ. Mà nó ăn gần, nó vô này gần quá ha. Dựng nhảy ra luôn á. Nè câu cái ếch này. Em cầm cái ếch này đẹp quá. Cái bọc này dơ. Còn 2 cái. Này cái ếch nha mọi người, lần đầu tiên mình thấy luôn nè. Con này nhìn đẹp á, nhìn giống như cá tiếng vua á, cái mỏ đó nè. Con nó bự gà, mới ngon chứ nhỏ nhỏ vậy, không đông. Rồi tuyệt vời. Rồi vô bịch. Rồi sao chắc cú. Lên chả này, lên chả lên trên, ngủ xuống mà trên hòm á. Lấy cái trên hòm đi, ngủ im trên hòm bây giờ. Lạm phát hai chỗ luôn chứ. Làm dưới lạm phát lên cái lạm phát nữa. Chắc giờ nó xuống 8 nó đi lên sao? Giờ nước đang xuống nè. Trên kia có mọi người đang câu kìa. Đó ở xe sang tí á. Giờ mình lấy lưới mình làm mình thả thử người ta phản ứng như thế nào nha. Chỗ này đẹp chưa Tám? Gốc cây này ngồi câu ngon nè. Móc gì đó luôn đó. Móc gì là nó sống nó dập vô. Chỗ này chắc sâu hơn nè đúng không? Chỗ này sâu hơn nè. Má nó cũng sâu quái à. Nó bị sập cái này chứ. Nó móc sâu nó mới đổ xuống đó.
chắc nó múc ngay chỗ này ha, múc chỗ này mà nó sập vô kia. Rồi thả bắt thứ hai nha, bắt mình đứng này luôn rồi, theo lạnh đồ nước nó chảy xuống à, nãy dưới mình nãy lên là ngon à, giờ nước đục chảy xuống nó thấy liền. Bây giờ mình thả ngay đây nè, thả dòng đây luôn, chỗ này cạn à. Này thả lưới mắc lớn rồi mọi người, lớn rồi nên tàu dính cá lớn mà. Lâu lâu mình mới đi nhá, cái dịp mình mới đi nhá. Chứ nếu mà có rảnh thời gian mình đi câu hơn, đi thả lưới. Đấy bây giờ đang đập nè, đập đỡ lừa cá nó chạy ra. Chạy ra. Đấy, bây giờ mình lừa cá chạy ra. Câu thả lưới kiểu này mình thả cái là mình đi dở à, chứ không có giống như người ta. Con gì lắm mày? Con gì cái trê hả? Được. Được con cái trê nhá. Trê chỗ này sập dữ ta. Đây, một con rô phi nữa nè. Ơi, con này đẹp nè. Còn nuôi không? Con này giống cái coi dưới tóc. Coi. Sao? Về nuôi. Nuôi không? Thì thả máy nuôi tóc. Cái này rộng lại nuôi ra. Con này đẹp nè, cái coi nè. Con này sao rộng? Rộng chứ. Mẹ chiên luôn. Biết đây sống người ta. Rồi quay đây nè. Con phi mấy con. Cái tre này nó màu đẹp, đẹp mà. Sao rộng? Có gì đâu rộng. Sao mấy con kia luôn có rộng kìa. Ôi, đồ cá ngộ à. Coi nêu đẹp này, cái này cá coi. Ê đồ có cái chấm vàng ngay chính giữa luôn nè. Đẹp nè. Cá này dắt thả quá. Xé lưới đi, xé lưới đi. Mình thả có bọc tròn gì không hay là mình thả thẳng một đường luôn? Bao nó lại hả? À, thơm, mà kèo ra cá mấy ký nè. Mẹ đang dính con gì mọi người, ông Bảo mình chạy ra bơi ghe ra luôn. Không biết con gì. Nên bơi ra. Chỗ này nó không cạn à. Con gì? Ui cha. Ném vô. Rồi nhảy lên gỡ đi. Đây mọi người. Ui vãi nồi. Quái vật sang hôm nay. Quay là chỗ này nó đớp là cái trê đớp hả? À biết rồi gì. Má làm lăn lại ơi nè, coi chừng nghe nó ấy con này ra. Con này cái con bữa mình coi bên rạch cát nè. Coi chừng nãy nó ra, ấy cái gà. Tám cầm hai cái bàn này này, hai bàn hai ngạnh nó này, cầm dựng ngạnh ra. Ừ. Con đang cầm đây. Trời ơi. Vừa mới xả con cái tấm còn chơi. Tới là bơi đấy. Để xả con tấm. Phi nữa nè. Nó mạnh thiệt chứ. Nó mạnh thiệt. Nó vừa mới dính sao? Vừa mới dính nãy đi ra trong đó đâu. Thank you.
đi câu cá gặp mấy cần thủ nè mọi người. Tôi hỏi thử câu được con nào nha. Câu được con nào cho anh? Ông mới thả cắn giác à, dính hai con rô phi mà. Con này câu còn rô phi không anh? Có hai cần hả? Chăm cua cá quá nha anh. Coi video chơi mà. Này mọi người được mấy con nè. Đồ vô rồi. Được mấy con mày dinh nè. Chứ con con cái trái. Đây, được một con. Đẹp đẹp, con này đỏ đẹp chứ ta. Mập thế. Gần bờ ra tóc. Mình thả ra lưới nè, mình thả gần bờ không nhá. Thả dọc dọc này nè. Đây, tớ này mình qua kê luôn. Không có thả xa. Thả xa nó hụt lưới cá chạy thôi. Bây giờ nước nó lên rồi làm cái cuối cùng rồi về thôi. Chưa thả mà dính luôn nè. Con này chưa thả mà dính nè. Một con. Con to con. Nhỏ để vào coi. Ui ui. Vào đây luôn. Mày nghe bắt con gì vậy? Nói bằng tay nghe. Trời ơi, tính ra chỗ này dính đâu phi dữ à. Đấy, đi cho bài rồi. Nhờ để lấy thuyền ra đuổi nó dính rồi. Con nữa rồi. Trời, tiếc quá vậy. Trời, cái cuối cùng. À, nó to kìa. Con này chấp cái hả? À, con rô phi cái hả? Ai biết, chấp đực. Này đực. Ở đó. Đây này, cho con cá này chép nè. Chép nè. Ôi bự ấy. Ừ. Rồi dắt thuyền lên. Còn mấy con kia con gì? Con này chép cái phi rồi. Lăng nè đúng không? Con lăng hay chê?